quay trở lại với kênh Nhà đất Đồng Vương trên trang Bất Động Sản Gò Vấp để xem một cái căn nhà một trệt hai lầu sân thượng trên cái góc hai mặt hẻm này. Rất là ok, mắt nhìn thông thoáng góc hai mặt hẻm. Góc hai mặt hẻm là một cái thuận lợi của cái bất động sản này. Có sân thượng luôn. Với cái sân để xe rất là rộng rãi như hình. Sân để xe rộng rãi. Sau đó chúng ta sẽ có một cái phòng khách full nội thất với kệ tivi. Đèn LED. Salon. Sau đó chúng ta sẽ có một cái khu bếp. Khu bếp rất ok, cầu thang cuối bên phải và toilet cuối bên trái. Cầu thang lát đá hoa cương đen trắng, tay vịn gỗ, song sắt. Một trệt, ba lầu luôn, có nghĩa là hai lầu cùng với sân thượng. Lê lên nhà này là cũng phê đây. Rồi, có sẵn hệ thống wifi. Mỗi tầng là một phòng ngủ full. Rộng, giường, tủ, kệ tivi, chăn ra, gối nệm, bàn học, bàn trang điểm, cửa sổ và ban công. Như vậy là khá hữu dụng khi sử dụng tủ. Vợ nằm đây xem tivi. Con học bài, canh con học bài. Chồng có thể ra ban công hút thuốc, ngắm cảnh. Toilet rất là rộng. Tương tự trên lầu cũng vậy. Gió mát rượi, lại có thêm cửa sổ hông, do là nhà chúng ta có hẻm hông và thông thoáng. Nhà có hẻm hông là một lợi thế, là một cái bất động sản quý vị nha. Bàn học, tủ gỗ, bàn trang điểm, ban công, thoáng, mát, đẹp. Nhà tọa lạc tại Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hẻm an ninh. Rất ok. Khu hẻm rất ok. Sạch, đẹp. Khu bệnh viện Hồng Đức, Ủy ban nhân dân quận, phòng chứng cẩm thủy, trường học Quang Trung gì cũng ở đây hết. Góc Quang Trung, thống nhất, bệnh viện Hồng Đức. Phường 10, tiện đi về các quận trên, không kẹt xe. Lầu 3 sẽ là một cái sân thượng full. Sân thượng full luôn. Chắc là không có đèn ngoài trời. Đèn có đèn. Wow, có đèn luôn. Sân thượng full.
có một cái sân thượng phải nói cực kỳ quá đã luôn. Đó, là một cái view của Quang Trung phường 10, khu giặt ủi luôn, muốn làm toilet giặt ủi. Nhà nào đông người thì sau này cái tầng này đã có cái tường chờ như vậy rồi, thêm mái che, cơi nới ra được thêm một phòng thờ, một phòng ngủ nữa, rất là ok. Wow, mát quá trời mát luôn. Wow, mát rượi. Quý vị hãy alo cho hotline trên màn hình 0906943839 để đi xem nhà, và đừng quên đăng ký kênh Nhà Đất Đoàn Vương chuyên trang bất động sản Gò Vấp quý vị nha. Thân ái chào tạm biệt quý vị.